Minh Khôi xin kính chào anh Ngô, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Minh Khôi và xin chào tới Ngô quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều email của quý vị gửi cho chương trình. Thì cũng có một vài cái link mà quý vị gửi đó mà không biết tại sao chúng tôi mở không được. Thì chúng tôi cũng mong quý vị thông cảm, bởi vì có những vị nói là tôi đưa thông tin mà sao không thể sử dụng, mở không được lấy đâu sử dụng. Và trong tuần này thì rất nhiều người đã gửi email để xin cái link của cái một cái tập hợp đọc bảo vệ mà có một vị đã làm giúp. Thì chúng tôi đã gửi đi rất nhiều, cho nên là hy vọng là quý vị sử dụng được. Và cũng có một cái một vài lá thư từ các quốc gia khác gửi và có những cái lời nhắc nhở, khuyên nhủ. Chúng tôi ghi nhận tất cả ý kiến của quý vị và chúng tôi rất cảm ơn sự đóng góp của quý vị. Và trong tuần qua thì cũng có một lá thư hơi lạc lõng, là nói rằng là đọc chương trình này thì tôi thấy ghét và tôi khinh các anh. Xem chương trình tôi ghét khinh các anh bởi vì các anh nói xấu Việt Nam. Chúng tôi xin xác định lại là quý vị khán giả làm chứng là chúng tôi chưa bao giờ nói xấu đất nước cả. Chúng tôi chỉ nói về cái chế độ, chúng tôi chỉ nói về những con người, người ta làm những cái công việc là lãnh đạo một cái đất nước mà người ta là không có lo gì cho dân cho nước cả. Chúng tôi không hề nói là nước Việt Nam như thế này, nước Việt Nam như thế khác. Chúng tôi thương nước Việt Nam, chúng tôi đau lòng khi ngư dân bị Trung Quốc hiếp đáp, dân ở trong nước bị cướp đất cướp đai, công an đánh dân. Thì nói như vậy thì chúng tôi đâu có nói xấu đất nước Việt Nam đâu. Xin quý vị xem lại cho nó kỹ lưỡng nha. Và bây giờ xin mời Nguyên Khôi. Vâng, chúng tôi xin đọc bài báo này thì chắc là không nói xấu đất nước là quý vị yên chí, anh Hoàng Tuấn yên chí. Tại vì báo này là báo trong nước mà báo của nhà nước mà, báo dân trí.com, báo điện tử của báo Khuyến học và Dân trí. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an thu thập chứng cứ vụ tiền Polymer. Đó là nội dung quan trọng kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, xâm nhũng, thưa quý vị, sau cuộc họp với các cơ quan hữu quan cấp Trung ương. Theo đánh giá của Thủ tướng thì công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã được những kết quả cụ thể thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tham nhũng. Những kết quả đã đạt được đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, góp phần ổn định xã hội, giảm bớt tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư tố cáo về tham nhũng cũng như số vụ việc tham nhũng xảy ra. Tuy nhiên, cũng theo Thủ tướng thì công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những mặt hạn chế. Các sai phạm trong hoạt động tín dụng, ngân hàng gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước và nhân dân. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Bên cạnh đó, một số vụ tham nhũng nghiêm trọng xử lý chậm, kéo dài, gây hoài nghi trong một bộ phận xã hội về sự kiên quyết, nghiêm minh trong đấu tranh chống tham nhũng. Thông báo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương nói như vậy. Thưa quý vị, vừa rồi là nguyên văn những điều mà nhà nước nói nhá, chứ không phải ông Nguyên Khôi nói, cũng không phải ông Hoàng Tuấn bàn vào. Tức là cái tình trạng tham nhũng nó diễn biến phức tạp và càng ngày càng khó phát hiện, tinh vi quá. Bên cạnh đó thì một số vụ tham nhũng nghiêm trọng xử lý chậm, kéo dài, gây hoài nghi trong một bộ phận xã hội về sự kiên quyết nghiêm minh trong đấu tranh chống tham nhũng. Tức là những cái tệ trạng này nó vẫn tiếp tục xảy ra và càng ngày nó càng tinh vi hơn, càng khó phát hiện hơn, càng khó xử lý hơn. Nhà nước công nhận như vậy chứ không phải là chúng tôi nói xấu đất nước, xin nói cho rõ. Mức độ tinh vi, xin lỗi mình Khôi. Nhiều khi ông Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy, ông nói ngay cả những việc của tôi làm đố ai mà phát hiện được. Rồi bây giờ ông có nêu ra trong cái thông báo đó thì có nêu ra một số vụ như là vụ tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tức là vụ Vinashin. Vụ này thì kéo dài mấy năm rồi, và vâng, có lớn ai cũng biết rồi, mà cho đến bây giờ vẫn xử lý chưa xong thì không biết là cái này thuộc diện là xử lý nhanh hay xử lý chậm. Mà cái vụ mà chúng tôi quan tâm nhất và tâm điểm của bài báo này đó là về cái vụ chứng cứ vụ tiền Polymer. Thì chắc là quý vị cũng nhớ cái vụ này là mấy ông Việt Nam nhận tiền của mấy ông lớn, thưa quý vị, là thống đốc của Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước ấy, chứ không phải là thứ soàng soàng đâu. Nhận tiền của bên, tức là theo báo chí của Úc họ đăng tin, nhận tiền của nhà in chuyên môn in tiền Polymer ở bên Úc, ăn hối lộ, nhận tiền người ta để cho người ta được trúng thầu mà người ta in tiền đó. Thì báo chí Úc đã nói tới cái vụ này bao nhiêu năm rồi, mấy năm rồi, làm rùm beng cả thế giới cũng biết cái chuyện này cả. Mà cho đến bây giờ Thủ tướng mới chỉ đạo Bộ Công an để thu thập chứng cứ. Bây giờ tôi hỏi anh Hoàng Tuấn này, cái vụ đó mà nó, một cái vụ án này đó,
mà nó xảy ra, nó mới xảy ra đây anh khám phá liền thì anh thu thập chứng cứ thì nó dễ, phải không ạ? Bây giờ đó báo chí cả thế giới người ta nói rồi, nó tùm lum tùm la hết rồi, mà bây giờ mấy năm sau anh mới đi thu thập chứng cứ thì chứng cứ có còn không? Thôi không, tôi hỏi anh thôi, bình thường thôi. Nếu mà anh làm cho ngành điều tra, chúng tôi biết ông thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng là, chứ ông là công an, bên ngành công an phải chuyển sang, phải không ạ? Ông là chuyên ngành điều tra đó, phải không ạ? Mà bây giờ ông xử một cái vụ án nào mà mấy năm sau cái vụ án nó xong hết rồi, nhân chứng vật chứng bị nó gì ta khắp nơi rồi. Bây giờ ông bắt đầu đi thu thập chứng cứ vụ án thì cái quyết tâm chống tham nhũng của đảng ta nó có cao không, tôi hỏi anh. Nhưng thôi. Mà tại vì anh không đọc kỹ là tham nhũng càng ngày nó càng tinh vi. Đấy, nên là, mà tinh vi đó là do đâu? Do toàn là các cán bộ cao cấp cả. Các bộ cao cấp là đảng viên. Mà đảng viên đã được sự giáo dục khi kết nạp vô đảng, được đảng lãnh đạo rồi giáo dục là dạy dỗ. Thế mà đảng viên lại càng đi tham nhũng tinh vi thì thế thì bây giờ làm ai mà khám phá ra được. Rồi mời anh. Rồi chúng tôi có một bài báo trên báo Quân đội Nhân dân. Thông tin chính thống phải ác thông tin xấu trên mạng. Rất là mạnh. Thủ đoạn thường được các thế lực thù địch sử dụng, sao cũng nhiều thế lực thù địch quá, để chống phá cách mạng Việt Nam là thông qua mạng Internet. Thời buổi bây giờ Internet là một phương tiện văn minh, mà thế lực thù địch nó lại dùng là một cái thủ đoạn để chống phá. Qua theo dõi của các cơ quan chức năng, nếu như trước đây các phần tử phản động chủ yếu đi vào xuyên tạc bịa đặt để bôi nhọ lãnh tụ, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thì nay họ đặc biệt quan tâm đến các sự kiện nhạy cảm trong nước và quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, nhất là những chuyến thăm của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội Việt Nam tới các nước láng giềng. Để thông qua các trang web làm cho người dân hiểu sai vấn đề, để gây bức xúc, tạo mâu thuẫn, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình là trang web Tập hợp Thanh niên Dân chủ của tổ chức khủng bố Việt Tân, diễn đàn X Cà Phê và một số trang blog trên Yahoo. Để đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn trên, trước hết mỗi người cần tỉnh táo. Ủa, như vậy là trong việc anh cứ bình tĩnh nói khi tiếp cận với những thông tin trên, các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội, đoàn thể, quần chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin chính thống, giáo dục định hướng dư luận trước các sự kiện. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, phải chủ động kiên trì vận động kêu gọi người dân, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm chỉnh, xin lỗi quý vị, thực hiện nghiêm chủ trương của đảng và nhà nước, tỉnh táo không mắc mưu kích động của các thế lực thù địch. Mặt khác, cần làm cho người dân nhận thức rõ hành vi lợi dụng kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng là vi phạm pháp luật Việt Nam. Dù bất cứ ai tham gia vào các hoạt động trái pháp luật đó đều phải bị xử lý nghiêm minh. Thì trước khi hỏi ý kiến anh Minh Khôi thì còn chúng chỉ thấy điều này nè. Kêu gọi mọi người phải tỉnh táo, điều này hơi khó. Sao vậy? Rất là khó anh. Sao? Bởi vì dân Việt Nam bây giờ nó nhậu không à? Cán bộ cũng nhậu. Nhất là thanh niên, sinh viên, thanh niên nó càng nhậu bạo nữa. Cho nên nếu mà kêu gọi nó tỉnh táo thì khó lắm. Bởi vì ngày nào nó cũng nhậu, thì làm sao mà tỉnh cho được. Nhậu là phải xỉn. Bởi vì nó là, ở Việt Nam bây giờ quý vị thấy á, những người mà bên Việt Nam mà thích nhậu là thì có một cái bài hát là cứ lâu là ta mới nhậu một lần mà nào cũng nhậu hết. Một cái hát như vậy là khi mà vô bằng nhậu là hey, không sai không về, thế thì làm sao mà tỉnh táo được. Cho nên kêu muốn kêu gọi tỉnh táo đó thì đừng có đi nhậu, nhất là các cán bộ phải làm đóng cửa hay con nhậu lại đầu tiên người trước tiên mình phải làm không ạ. Rồi bây giờ tôi phân tích cái bài mà anh vừa đọc á, tuy rằng bài nó không có dài nhưng mà có một số chi tiết mình cần phải bàn cho rõ. làm rõ vấn đề thì cái vấn đề trước hết là nói cái các nước láng giềng á, thì anh nghĩ rằng Việt Nam mình đâu có nhiều nước láng giềng lắm đâu, hoặc là một bên nó vào biển hết rồi. Một bên thì chỉ có ba nước thôi, Campuchia Lào, rồi đến Lào và Trung Quốc rồi. Có ba nước thôi phải không ạ? Mà hình như tôi thấy rằng các cái thế lực xấu phản động ở bên ngoài hay là bên trong nước á, mỗi lần mà thủ tướng hay là các quan chức lớn nhà nước mình đi sang Campuchia hình như cũng không ai nói gì tới, phải không ạ? Cũng sang Lào cũng chẳng ai nói gì cả, phải không ạ? Chỉ có sang Trung Quốc thì hồi khi có con nhắc tên chút thôi, phải không ạ? Cái vấn đề mấu chốt ở đây, ngay cả cái vấn đề đó cũng không dám nói ra nữa. Cũng vẫn trở lại cái chiến thuật là chiến thuật tàu lạ thôi, không dám nêu đích danh ra. Nhưng cái đó là chứng tỏ có một cái gì đó, có một cái mặc cảm gì đó rồi. Vậy mà bảo là thông tin chính thống phải át thông tin xấu. Làm sao át được? Nói rõ mà át. Mà bây giờ đó, bây giờ thông tin chính thống phải át thông tin cách mạng. Lấy cái gì át? Tôi còn nhớ là ngày xưa ở Việt Nam lúc mà mình còn chưa vượt biên ấy, thì mới muốn át thì dễ lắm. Cứ bắt loa đầu xóm, đầu làng này kia nó biết bởi át hết. Thì bây giờ quý vị cứ nhìn, quý vị cứ
thử tưởng tượng coi, vừa rồi kể tên ra được có 2-3 website à? Mà tại sao trong nước bao nhiêu cái website chính thức trong nhà nước mà lại không áp được người ta là sao? Và báo đài cộng lại đó là hơn 600 cơ quan truyền thông. Truyền thông đấy là chính thức, đấy là con số ngày xưa. Tôi sợ bây giờ lên tới cả ngàn rồi, nhiều khi là vượt chỉ tiêu cả 6.000 không chừng. Ta bây giờ quá chừng những cái website, những cái cơ quan truyền thông, báo đài vân vân và vân vân, đầy đủ tất cả mọi thứ, chưa kể là bây giờ lên vệ tinh rồi bắn ra bên ngoài VTV4, VTV5 gì đó, các thứ gì đủ đầy đủ tất cả rồi, mà tại sao không áp được? Chỉ có một cái phải giải thích cái vấn đề này thôi, là tại vì cái thông tin của anh đưa ra nó không đúng sự thật, nó thẳng ra là dối trá. Nói dối trá thì người ta không nghe, người dân người ta chán quá rồi, người ta muốn tìm những cái gì? Tìm những cái sự thật mà người ta không tìm được qua 600 cơ quan thông tin của anh đưa ra, cho nên người ta phải tìm chỗ khác. Và nếu vậy thì cái áp tốt nhất là gì? Anh nói sự thật đi, sự thật có gì thì anh nói ra đi, thì người dân ta sẽ nghe anh. Còn tốt nghe anh chỉ là tuyên truyền, anh rêu rao những cái thành tích mà anh không có, hoặc là anh quảng cáo những cái chuyện, hay là anh những cái điều mà người dân ta muốn nghe, cần nghe, anh không dám nói tới, thì người ta không nghe được anh, thì người ta phải kiếm khác ta nghe. Cái nhu cầu, cái nhu cầu tự nhiên của người là tìm hiểu sự thật thôi. Một cái điểm chính nữa đó là bởi vì cái người cộng sản đó, người ta nói dối liên lụy, dùng cái chữ cho nó liên lụy cho nó đúng bài bản đi. Tại vì như ngày xưa là chiến tranh Nam Bắc, thì người ta cứ bảo là miền Nam đói khổ lắm, Mỹ Nguyễn nó kèm kẹp, thì khi người miền Bắc vô miền Nam mà chưng hửng. Ủa, nhà nước nói vậy mà không phải vậy. Rồi sau đó rồi cái nó là đất nước thống nhất, thì những người sĩ quan cũ của chế độ cũ thì chỉ gom góp lương thực khoảng 10 ngày thôi để mà đi học tập. Thế 10 ngày thành 10 năm, có người chết mất trong tù. Rồi tất cả thế mà nhà nước nói đâu á là sai đó, nói đâu là sai đó. Đổi tiền, người ta mới nói tiền đổi tiền thì bắt nhốt ở tù, thế còn ngày mai đổi tiền. Bây giờ cái thông tin chính thống này có nói gì nói không thể nào ác được, bởi vì nó có mấy cái website thôi, mình có tới 600-700 tờ báo đài, rồi bây giờ hệ thống loa của phường nữa, nghĩa là nó biết lỗ tai, thế mình không ác được, tức là mình quá dở, mình phải tự là mình dở nha, không phải dở đâu. Hay nữa là cái vấn đề tỉnh táo, thì tôi đề nghị là đừng có nhậu nữa thì nó sẽ tỉnh táo, đừng kêu gọi chị mất công. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì nói về cái chuyện mà ở trong nước người ta cứ nói là thế lực thù địch. Bây giờ người ta chỉ có một cách nói đó thôi. Ai mà nói khác lại với đảng và nhà nước là thế lực thù địch cả. Cho nên nó cũng khó. Nhiều khi kêu gọi ở đồng kêu bào hải ngoại, ví dụ như là có thiên tai lũ lụt, thì đóng góp tiền bạc giúp đỡ những người trong nước, thì đây là khúc ruột ngàn dặm. Bây giờ cũng những tổ chức đó người ta không có đồng ý với những công việc làm của đảng và nhà nước, thế thì nó biến trở thành thù địch ngay, nó cũng hơi kẹt hơn. Thì nếu mà lúc nào cần thì mình gọi là đế quốc Mỹ kẻ thù, còn lúc nào mà không thì lại là những người bạn Hoa Kỳ. Đấy, cho nên người ta mới kể cái chuyện là có một cái ông cán bộ, ông mới nói như thế này, nói là các nước phương Tây và Mỹ đấy có những cái nhìn sai lầm về cái đường lối chủ trương của đảng và nhà nước ta, nhất là về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Vì cứ bảo là nhà nước, đất nước ta không có là dân chủ nhân quyền, là vi phạm như thế này thế khác, thế là hoàn toàn là sai lạc, luận điệu xuyên tạc tuyên truyền. Bởi vì á, mỗi nước nó tùy theo cái tình hình kinh tế chính trị xã hội và có những cái nhìn về dân chủ và nhân quyền là khác nhau. Đấy, dân chủ của Việt Nam không thể nào giống dân chủ của Trung Quốc, dân chủ Việt Nam không thể nào giống dân chủ của Nga, của Tàu, của Mỹ, vì cái tình hình mỗi nước khác nhau. Vì thế là Việt Nam là Việt Nam, vì thế dân chủ Việt Nam là một nền dân chủ không giống ai. Không thể bảo là dân chủ Việt Nam là vi phạm nhân quyền vì nó tùy theo tình hình kinh tế xã hội. Độc lập đứng riêng một mình, dân chủ Việt Nam là một nền dân chủ không giống ai. Rõ ràng là không giống ai, rất ấn tượng. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng biết là cái vụ Thái Hà căng thẳng ha. Và báo chí trong nước thì luôn luôn chụp mũ vu khống cho các linh mục giáo dân ở Thái Hà, đó là những người phá rối trật tự trị an. Chúng tôi có một bài báo trên báo Kinh tế Đô thị, đó là lộ rõ mưu đồ xấu của các linh mục nhà thờ Thái Hà. Khoảng 8:30 sáng ngày 2 tháng 12, linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng cùng với 10 linh mục và khoảng 80 giáo dân đã kéo đến trụ sở tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp tục đưa đơn với kiến nghị vô lý là yêu cầu trả lại bệnh viện đa khoa Đống Đa và một số diện tích đất nhà nước đang quản lý.
Đoàn người của nhà thờ Thái Hà đã được phó ban tiếp công dân thành phố Nguyễn Ngọc Hoàng tiếp nhận đơn. Tiếp đó thì đoàn giáo sĩ giáo dân đã tổ chức tuần hành biểu tình từ 34 Lý Thái Tổ qua các phố Lê Lai, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, vừa đi vừa hát thánh ca, trương một số biểu ngữ gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng an toàn giao thông. Thế là hát thánh ca, trương biểu ngữ là cản trở an toàn giao thông. Dạ. Còn hát nhạc Nhật thì không sao. Lực lượng giữ gìn trật tự an ninh đã kiên trì tuyên truyền giải thích và yêu cầu những người trên giải tán để đảm bảo trật tự công cộng. Tuy nhiên, họ đã không chấp hành, tiếp tục có nhiều lời nói hành động lăng mạ chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị, những người nằm ở Hà Nội đó thì chắc chắn là biết rõ chuyện này. Cái chuyện mà các giáo dân và các linh mục đó, đi biểu tình rất là ôn hòa. Và không thể nào những người mà linh mục và các giáo dân, những người mà người Công giáo mà đi biểu tình đòi đất á, mà là người ta lại, xin lỗi quý vị, người ta lại dại dột, người ta dùng những cái lời lẽ thiếu văn hóa để người ta chửi bới người khác. Bởi vì người ta biết công việc của người ta làm. Rồi có một cái điều như thế này nữa là trong bài báo cũng có nói là lúc trước đó, tức là cái lần biểu tình lần này, còn lần trước cũng đã có những lần biểu tình cũng là trương biểu ngữ đi hát, rồi đi trên đường hát thánh ca và trương biểu ngữ gây phản cảm cho thành phố. Thưa quý vị, đi biểu tình chỉ nói là cái nguyện vọng của mình và người ta chỉ hát thánh ca thôi, mà bảo là gây phản cảm và gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi được biết ở Việt Nam bây giờ là cái nạn đua xe nó kinh khủng lắm. Không mà bây giờ mình nói mình gây phản cảm, anh báo, báo chí anh đăng hoặc báo gì đây, báo Kinh tế và Đô thị, thì bây giờ mình nói là phản cảm gây trở ngại giao thông, gây cho đường phố, thì mình đưa hình ảnh ra đó là để minh chứng cái chuyện đó xem có thật hay không. Không có hình ảnh chỉ nói thôi. Nhưng mà cái phần đầu anh đọc cái bài báo đó là tôi thấy cái câu nó rất là gọi là vô lý rồi. Ở cái chỗ này nó là cái yêu cầu vô lý, phải không ạ? Yêu cầu vô lý. Thì thưa quý vị, cái chuyện này ai cũng biết, nếu mà nói thì nó không có thời giờ để mà giải thích về chuyện này và chúng tôi không làm cái công việc đó. Nhưng mà cái chuyện nói cái yêu cầu vô lý đó là đòi lại đất thì phải không, đòi lại cái bệnh viện thì phải không? Thì bây giờ vô lý thì phải chứng minh người ta vô lý ở chỗ nào. Đây là cái cơ sở của nhà dòng chưa cụ thể ở Thái Hà đã bao nhiêu năm qua, nhà nước chiếm, nhà nước mượn gì đó, whatever. Thì bây giờ đến lúc mà bên nhà dòng họ có nhu cầu, họ muốn lấy lại, hoặc là họ cảm thấy rằng cái công việc mà xây dựng làm cái chuyện đó nó không thích hợp nữa, tại vì cái cơ sở đó, nhà dòng, nhà thờ Thái Hà, họ có cái giấy chủ quyền của cái mảnh đất đó, họ là chủ của cái cơ sở đó, vì họ đòi lại thì có gì là vô lý đâu. Cái chuyện đó nó quá hợp lý thì thôi, hai bên thương lượng với nhau, nói chuyện với nhau, nhưng mà tại vì nhà nước không chịu thương lượng, không chịu nói chuyện, cho nên họ phải có cái cách để họ bày tỏ cái nguyện vọng của họ, thế thôi, rất là đơn giản và rất là ôn hòa, chẳng có gì cả. Tôi thắc mắc chỗ này anh ạ. Dạ. Là trương biểu ngữ hát thánh ca là gây phản cảm. Dạ. Thế thì nếu mà ngày lễ Noel á, thì người ta cũng tưng bừng ở đường phố Hà Nội đó, thì ngã đi tới đi lui rồi cũng vui vẻ tưng bừng nhộn nhịp, thế có gây phản cảm không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện phản cảm, thì bây giờ tôi hỏi anh là anh muốn cái chuyện thuận cảm hay không? Tức là anh cái chuyện mà anh cảm thấy nó không có phản cảm. Không phản cảm. Thưa quý vị, tin mới nhất từ thủ đô Hà Nội cho biết là ở Hà Nội đã có thêm một phố nữa ngoài 36 phố phường chúng ta đã có từ xưa đến nay. Như thành phố gì đây? Và phố mới này có tên là phố Vẫy. Bây giờ xưa là 36 phố phường. À, hàng bạc, hàng đào, hàng gì ha. Phố mới là phố Vẫy. Và cái điều anh Hoàng Tuấn anh lo ngại về cái sự phản cảm của những cái hiện tượng nó xảy ra trên đường xá của thủ đô Hà Nội, anh không phải lo nhiều. Và tại chúng tôi tin chắc là nếu mà đã có phố Vẫy thì những người mà đứng vẫy đấy chắc chắn là không thể phản cảm được, phải không ạ? Nhiều khi là các cán bộ rồi công nhân viên chức đi ngang đó là thấy rồi, nó cái này nó không phản cảm thì đầu giờ chiều mỗi ngày vài chục cô gái ăn mặc khêu gợi đứng trước những ngôi nhà cấp 4 trên phố Phan Đăng Lưu, Hà Nội ra sức vẫy khách. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ghi nhận đây là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Phố Phan Đăng Lưu dài 300m giáp với cầu Luống, Gia Lâm, Hà Nội. Cứ cách vài mét thì lại xuất hiện một quán tẩm quất thư giãn, cà phê đèn mờ. Mỗi quán thường có 2 đến 5 tiếp viên, cơ sở nhiều thì tới chục cô. 14 giờ chiều trời mưa xe lạnh, con phố đang nhộn nhịp xe cộ qua lại. Trước cửa những ngôi nhà cấp 4 hai bên đường, các cô gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc mát mẻ, đứng nhiệt tình vẫy khách. Phố Vẫy Hà Nội. Như thế là có phản cảm không? Không có nói
phản cảm gì cả. Hát thánh ca mà phản cảm. Tôi bị người hát thánh ca thì phản cảm. Còn là giữa trời mà mưa gió mà lạnh lẽo, ăn mà lại mát mẻ, mà lấy cái thứ tha hồ mà vẫy, thế là không có phản cảm. Màng vẫy ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Ngay thủ đô. Ngay thủ đô. Mà thủ đô thì mới vừa rồi là có công trình ngàn năm Thăng Long. Mà chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ghi nhận đây là điểm nóng. Thì nhiều khi là chi cục cũng khoái cái gì nó nóng nóng tí. Đấy nhá, để cho anh có như một vài cái hình ảnh tươi mát luôn này. Anh đọc cái bài mà thấy phản cảm, anh có vẻ hơi bức xúc. Cái hay cái chỗ là như thế này. Khi nói về các linh mục và giáo dân của Thái Hà đó trương biểu ngữ hát thánh ca gây phản cảm đó, thì không có hình ảnh. Mà cái bài báo mà anh Khôi đọc thì có hình ảnh. Có hình ảnh đó là... Có hình ảnh, và theo bọn tôi biết là nếu quý vị vô trong website đây là trang báo của VN Express, quý vị nào muốn đọc. Nó có cả một cái video clip nữa. Yeah. Và có cả cái màn trả giá nữa. Bọn tôi cũng có xem qua cái này. Tức là người ta thâu bằng điện thoại di động đó. Thì có giá cả bao nhiêu, 100, 120 gì đó. Chúng tôi nhớ không rõ, tại vì giá cả này thì không biết là có qua cơ quan định giá của nhà nước hay không. Thưa quý vị, rất tiếc thì giờ không có còn nhiều. Chúng tôi chỉ xin đọc thêm một cái bài báo nữa mà chúng tôi nghĩ nó cũng khá là lý thú, là trộm đột nhập nhà giám đốc công an tỉnh Long An. Gần đây nhà của hàng loạt cán bộ tỉnh ở tỉnh Long An liên tục bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Thậm chí nhà của giám đốc công an tỉnh và các lãnh đạo công an huyện trộm cũng không tha. Trong này người ta chụp cái hình của nhà của cán bộ tỉnh Long An là mục tiêu ưu tiên của bọn trộm. Trong ảnh là nhà của ông Dương Quốc Xuân, phó bí thư tỉnh ủy Long An. Thưa quý vị, phó bí thư tỉnh ủy Long An, cái nhà nó sang quá, nó cao đến như thế này. Nó cũng rất là hoành tráng mà. Là cái này, là cái điều lý thú trong bài báo này nè. Lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Tức là nhà cán bộ thì có tài sản có giá trị, còn nhà dân thì tài sản không giá trị gì cả. Và theo hồ sơ đó, thì ngày 27 tháng 11, kẻ gian đột nhập vào nhà của Đại tá Thanh ở thị trấn Bến Lức, gồm chiếc xe gắn máy Yamaha trị giá hơn 40 triệu đồng. Rồi trước đó thì xảy ra hàng loạt những cái vụ trộm mà toàn là nhà cán bộ không. Như vậy là nhiều khi á, đa số dân trong nước thì người chính quyền sợ là dân không có tỉnh táo đó, bị thế lực thù địch nó dụ dỗ. Nhưng mà cái quân trộm cướp ở trong nước thì nó lại rất là tỉnh táo anh ạ. Nó biết cái chỗ nào để lấy, nó không có vào nhà dân, nó không ăn trộm đâu lấy. Dạ, và nó biết cái chỗ nào có lấy được thì nó mới vào. Thì bài báo này nói là trộm trêu ngư công an à. Toàn là lấy của màn cán bộ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là, thưa quý vị, đó là cái điều tự nhiên thôi. Bởi vì công an cán bộ toàn là ăn trên đầu trên cổ của dân. Thì bây giờ những người này ăn trộm, nhưng mà chúng tôi nghĩ những người này vẫn còn có lương tâm đó. Chúng tôi đặt tên những người này là những anh hùng thủy hữu của thời đại. Bởi vì ngày xưa thủy hữu là chuyên môn là đi lấy của nhà giàu. Thì bây giờ những người này, người ta bần cùng thì xin đạo tặc, đời sống nó nghèo khổ thì sẽ làm chuyện. Nhưng mà người ta hay có một chỗ là chỉ lấy toàn nhà của cán bộ không. Thế thì người ta cũng có lý do. Bây giờ mang tiếng là đi ăn trộm, nhưng mà mình ăn trộm của thằng ăn cướp. Thế thì cũng không sao. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị đến đây. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Đọc Báo Vẹm do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trên hệ thống hội luận toàn cầu Paltalk và truyền âm về Việt Nam qua hệ thống Yahoo Chatroom. Diễn đàn là tiếng nói đấu tranh vì tự do dân chủ, vì độc lập dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam là nơi gặp gỡ của mọi tầng lớp đấu tranh từ khắp năm châu và từ ba miền đất nước thân yêu. Kính mời quý đồng bào cùng hưởng ứng và tham gia sinh hoạt.